Chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục tập 6 trong cái mô hình nuôi ốc bưu sinh sản trong bể lót bạc. Trong nội dung tập 6 này, em xin gửi đến bà con về kỹ thuật nuôi ốc bưu sinh sản. Trong kỹ thuật nuôi ốc bưu sinh sản, em xin gửi đến bà con 5 cái bước sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ phân tích đặc tính sinh sản của con ốc. Thứ hai là về mặt độ nuôi. Thứ ba là chuẩn bị môi trường sinh sản. Thứ tư là thức ăn. Và cuối cùng em xin gửi đến bà con kỹ thuật để kích thích ốc sinh sản. Em xin quay lại với cái bể nuôi ốc bu và nuôi ốc lát tại cơ sở 2 thuộc trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Như bà con thấy, hiện tại ở đây bên em đang cho ăn lá khoai mì với lá đu đủ. Những cái loại lá này thì rất là tốt cho con ốc ăn trong cái giai đoạn trưởng thành cũng như sinh sản. Ở đây bên em trồng rất là nhiều. Hiện tại nó đang phát triển rất là tốt, gồm có là khoai mì, đu đủ và mướp để làm thức ăn cho con ốc thôi. Em sẽ bắt một số con để cho bà con xem. Tính tới thời điểm hiện tại thì nó đã được 3 tháng. 3 tháng kể từ ngày xuống giống. Thì một số con nó đã vượt qua khỏi trọng lượng là từ 30 con 1 kg. Một số con đạt được 30 con 1 ký và một số con thì nó nằm trong khoảng từ 45 con đến 50 con. Như con này là 30 con 1 ký. Nói chung là nó lớn không đều. Thì chúng ta còn, con người chúng ta còn lớn không đều mà huống chi con vật. Ở đây được 3 tháng thì nó chưa có tích trứng nha bà con. Khi bà con nuôi qua tới 3 tháng rưỡi, 4 tháng này sẽ bắt đầu tích trứng. Thì trong cái giai đoạn trưởng thành và nó bắt đầu tích trứng thì bà con nên bổ sung thêm cái vôi khoáng gồm có là Super Canxi hoặc là Dolimit để cho chúng nó tích trứng. Đây con này con cái nha, bà con thấy là nó chưa có tích trứng. Nó chưa có vòng trứng luôn. Và khi mà nó tích trứng thì nó sẽ vô cái giai đoạn là giai đoạn sinh sản. Khi vô giai đoạn sinh sản này nó sẽ bắt đầu bắt cặp. Giữa con đực và con cái sẽ bắt cặp với nhau. Sau khi bắt cặp thì nó sẽ tìm cái vị trí sinh sản. Sau khi tìm vị trí sinh sản thì nó sẽ bắt đầu sinh sản. Hai bà con thấy là ở giữa cái bụi bông súng của em là nó ăn sạch luôn rồi. Hiện tại là bên em đã bắt đầu đưa lục bình vào, dồn về một góc để tạo bể sinh sản. Khi mà con ốc nó sinh sản là nó cần phải có một cái vị trí cách mặt nước để nó sinh sản. Nếu mà nó không có vị trí sinh sản thì nó sẽ ngưng sinh sản nha bà con. Nhưng bà con chú ý là từ giai đoạn từ 3 tháng trở đi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một vị trí để cho con ốc nó sinh sản. Ở bên đây là bể ốc lát. Ở đây em cho ăn lá đu đủ. Em sẽ bắt một số con cho bà con xem. Thì tất cả những con này nó đã vào được cái kích thước thương phẩm nha bà con. Con ốc lát là nó không có lớn nổi nữa đâu. Cỡ này thôi. 40 đến 50 con một ký. Nó rất là nặng. Tại vì con ốc lát là cái thịt nó chắc lòi à. Và cái giá thị trường rất là cao. Khi mà chúng ta luộc á, con ốc này chỉ luộc thôi chứ nó không có là gọi là nướng như con ốc bu thì nó lớn. Ta luộc thì cái thịt nó không có teo lại. Và ăn nó giòn. Bà con thấy cái bộ bông súng không? Nó ăn sạch luôn rồi. Bên đây thì bên em cũng đã đưa lục bình vào dồn lại một góc để làm cái bể sinh sản cho con ốc. Rồi em xin vào cái nội dung đầu tiên trong cái kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản trong bể lót bạc. Thì để biết được cái con ốc nó sinh sản như thế nào, chúng ta sẽ phân tích cái đặc tính sinh sản của con ốc. Thì con ốc nó sinh sản là theo nguồn nước. Khi mà chúng ta có nguồn nước mới
nó sẽ sinh sản nhiều trong 3 đến 4 ngày tiếp theo. Con ốc nó sinh sản thì nó phải sinh sản ở những vị trí cách mặt nước từ 5 đến 10cm và trong bóng mát. Trong một năm thì con ốc nó sinh sản được 2 lần, đó là 2 chu kỳ sinh sản đó, mỗi chu kỳ sinh sản cách nhau 3 tháng. Thì trong một chu kỳ sinh sản thì nó sẽ sinh sản được từ 3 đến 4 lần. Về cái đặc tính sinh sản này, ở tập trước là em có phân tích rất là kỹ, thì bà con có thể tham khảo lại, tập trước em để dưới phần link mô tả. Thì em xin qua cái nội dung thứ hai, đó là về cái mật độ nuôi. Là để cho con ốc nó sinh sản được nhiều cũng như là đạt hiệu quả là chúng ta nên thả theo cái tỷ lệ 1:1, và cái mật độ thả là từ 20 đến 30 cặp trên 1 mét vuông. Đạt được hiệu quả bà con nên thả theo cái tỷ lệ đấy, không nên là thả quá nhiều đực cũng như là quá nhiều cái, thì chúng sinh sản không hiệu quả cũng như là tranh giành với nhau. Con gì nó cũng có bản năng giống như con người thôi, khi mà cái dục vọng nó nổi lên thì nó sẽ tàn phá dữ lắm, nên bà con chú ý là thả theo tỷ lệ là một đực một cái, không nên con này quá nhiều cũng con kia quá nhiều, nó sẽ gây hại cho nhau. Rồi em xin qua cái bước thứ ba, đó là chuẩn bị về cái môi trường sinh sản. Thì khi mà con ốc nó vào cái giai đoạn sinh sản mà chúng ta không có cái vị trí sinh sản, nó sẽ ngừng sinh sản cũng như sinh sản kém đi. Vì vậy để đạt được hiệu quả trong cái lúc sinh sản, chúng ta cần có một môi trường thích hợp. Thứ nhất là về cái nguồn nước. Cái nguồn nước thì chúng ta nuôi con ốc nó sẽ nằm trong khoảng từ 0.3 đến 0.5m. Nếu mà nuôi ốc sinh sản mà có mực nước cao hơn thì nó sẽ không đạt hiệu quả. Cái thứ hai đó là cái vị trí sinh sản. Thì con ốc nó sinh sản là nhất thiết nó phải tìm một cái vị trí cao hơn mặt nước. Tại vì đặc tính của nó là phải sinh sản trên vị trí cao để nó giữ cái trứng. Thứ hai là sinh sản trong cái bóng râm. Chung đó là cái bản năng của con ốc. Thì khi bà con nuôi trong bể lót bạc, bà con cần phải có vị trí sinh sản. Thì ở đây có hai cách để làm bể. Thứ nhất đó là làm cái mô đất. Và thứ hai là bà con dùng những cây thủy sinh. Nhưng ở đây bên em sử dụng lục bình. Lục bình chúng ta dồn cứng lại cho nó cách mặt nước. Khi mà con ốc nó thụ tinh xong, nó sẽ bắt đầu tìm vị trí sinh sản. Sau khi tìm xong nó lại bò xuống, và 3 ngày sau nó sẽ sinh sản ngay cái vị trí mà nó đã đánh dấu. Thì em xin qua cái nội dung thứ tư, đó là về thức ăn. Thì cái thức ăn là cái yếu tố quyết định đến 50% cái khả năng sinh sản của con ốc, nó sinh sản được nhanh hay chậm trong một cái chu kỳ. Để con ốc nó sinh sản được nhanh thì chúng ta cần có cái loại thức ăn đạm cao để chúng nhanh tạo trứng. Thì thức ăn chúng ta cho ăn là cho ăn vào buổi chiều tối, và cái lượng thức ăn là bằng 10% cái khối lượng, cái tổng khối lượng mà chúng ta thả ốc cho một bể. Cái thức ăn thì sẽ có hai loại. Chúng ta sẽ bổ sung là thức ăn xanh, là gồm có là bèo cám, lá phai mì, rau củ quả. Và thức ăn thứ hai là thức ăn tinh, là gồm cám gạo, củ sắn. Và cái hàng tuần thì chúng ta cần bổ sung thêm cái chất khoáng, là gồm có là vôi, bơ canxi hoặc là dolimit, để chúng nhanh cái tạo trứng sau khi đẻ. Và em xin vào cái nội dung cuối cùng, đó là kỹ thuật để kích thích ốc sinh sản. Thì cái kỹ thuật kích thích ốc sinh sản là mục đích là giúp cho con ốc nó sinh sản được nhanh trong một chu kỳ, cũng như sinh sản đồng loạt, để chúng ta có thể chủ động được cái nguồn trứng. Chúng ta sẽ gom về một thời gian để chúng nó nở được nhanh, chứ không phải là kích thích sinh sản là để cho con ốc nó đẻ được nhiều. Nha bà con chú ý nha. Tại vì nó đẻ được 3 lần thôi trong một cái chu kỳ, và mỗi chu kỳ cách nhau 3 tháng. Chúng ta không có làm cách nào mà nó đẻ được nhiều hơn nữa cả. Chúng ta sẽ dựa vào cái đặc tính của con ốc, đó là sẽ sinh sản nhiều và đồng loạt khi có nguồn nước mới và khi có mưa. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào hai cái đặc tính đó để kích thích con ốc sinh sản. Thì chúng ta sẽ có hai cách, đó là kích thích bằng nguồn nước và kích thích bằng nguồn nước và tạo mưa. Chúng ta sẽ có hai cách như thế. Thì em xin vào cái cách đầu tiên, đó là chúng ta kích thích bằng nguồn nước. Như bà con thấy ở đây em có một cái biểu đồ gồm có là 30 ngày trong một tháng.
Thì khi mà bà con kích thích bằng nguồn nước, bà con sẽ quan tâm đến ngày thứ 15 và ngày 30. Có nghĩa là giữa tháng và đầu tháng. Thì trong các ngày 15 và ngày 30, ta sẽ tiến hành thay 80% cái lượng nước trong bể và chúng ta cho nước mới vào. Thì khi mà cho nước mới vào, chúng ta sẽ cho nhiều hơn mức bình thường 30%. Thì sau khi chúng ta thay nước, các cái ngày tiếp theo, đó là ngày thứ 16, 17, 18 và ngày 1, 2, 3, thì chúng ta sẽ tăng cái lượng thức ăn của nó lên gấp 2 lần so với bình thường. Và cứ mỗi một ngày chúng ta sẽ xả đi cái lượng nước đó là 20%. Như vậy là tới ngày thứ tư thì cái lượng nước trong bể nó sẽ còn lại nằm ở cái mức 80 so với mức bình thường. Các ngày tiếp theo con ốc nó sẽ bắt đầu sinh sản đồng loạt cho bà con. Và thế thì bà con sẽ lặp lại cái chu kỳ tiếp theo. Nếu bà con không kích thích nó sẽ sinh sản nhưng mà nó sẽ không sinh sản đồng loạt. Rồi em xin qua cái kỹ thuật thứ hai, đó là chúng ta sẽ kích thích bằng nguồn nước và bằng phương pháp tạo mưa. Bà con sẽ quan tâm các cái ngày là từ 13, 14, 15 và 28, 29, 30 trong tháng. Trong 3 ngày này, chúng ta sẽ tiến hành thay 50% cái lượng nước trong bể và tiến hành tạo mưa từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Và trong 3 ngày này chúng ta sẽ tăng lượng thức ăn lên gấp 2 lần so với bình thường. Thì khi mà tăng lên, bà con cứ để ý là con ốc nó sẽ ăn rất là mạnh. Và sau khi 3 ngày kích thích thì chúng ta sẽ ngừng tạo mưa cũng như ổn định nguồn nước. Thì các ngày tiếp theo con ốc nó sẽ sinh sản đồng loạt cho bà con. Và khi thế chúng ta sẽ tiến hành thu trứng. Tiếp bà con cứ tiếp tục xây dòng cho tới cái chu kỳ tiếp theo. Rồi thì em cũng đã trình bày xong cái kỹ thuật nuôi ốc bu sinh sản trong bể lóc bạc. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì ở cái mô hình nuôi ốc bu trong bể lóc bạc này, em sẽ còn một cái tập cuối cùng nữa, đó là về cái khi con ốc nó sinh sản, em sẽ quay lại và chia sẻ với bà con. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.